mình có sự lựa chọn là mỗi lần mình chớp mắt sẽ có người biến mất, hoặc là mỗi lần mình hắt hơi sẽ có người biến mất. Mình ghét đông đúc nên mình sẽ chọn mỗi lần mình chớp mắt sẽ có người biến mất. Như vậy thành phố mình sẽ sớm vắng vẻ thôi. Để mình xem bây giờ thành phố còn bao nhiêu người. 15.000 người. Trời đất ơi, thành phố nhỏ như vậy mà quá nhiều người sống luôn. Mình phải mau làm cho mọi người biến mất. Rồi cuối cùng thành phố này sẽ thuộc về mình thôi. Con gái, con đang làm trò gì đó? Con đang cố gắng làm cho mọi người biến mất một cách nhanh chóng đó mẹ. Lạy Chúa, vậy con là người duy nhất chọn cái này rồi con ơi. Sao mẹ ngạc nhiên quá vậy ạ? Con gái, không được nói ai biết chuyện này và phải thật cẩn trọng nhé. Mẹ đừng có lo, con chắc chắn sẽ không làm mẹ biến mất được đâu. Nói hay quá, làm sao con điều khiển được làm ai biến mất? Nó tự động ngẫu nhiên thôi. Cái gì chứ? Hello cưng. Hello Trang. Ê, tôi tính hỏi cái này nè. Trung bình bao nhiêu người biến mất khi mình chớp mắt trong một ngày vậy? Tớ nghe bảo 10.000 người sẽ biến mất trong một ngày nếu có người chọn chớp mắt. Trời đất, vậy trong hôm nay thành phố sẽ bắt tay. Ủa, sao cậu hỏi thế? Không có gì. À, tớ có chuyện này muốn kể cho cậu. Trang, cậu biến mất rồi á? Nhi, cậu cẩn thận đó, đã phát hiện có người chọn chớp mắt trong trường mình. Sao cậu biết được á? Chuyện đó không quan trọng. Bây giờ quan trọng là cậu hãy chung tay với mọi người để tìm ra người đó trước khi cả lũ biến mất. Tất cả các em chắc ai cũng biết về tin đồn bữa giờ ha? Thầy ơi, lỡ tin đồn đó là bị đặt thì sao? Không bị đặt đâu. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau tìm cho ra người đó càng sớm càng tốt. Yeah, chúng ta phải giết kẻ đó cho bằng được. Nhưng mà thầy ơi, tìm người đó bằng cách nào ạ? Dễ thôi, thầy có bài test dành cho mọi người ở đây. Mọi người sẽ tập trung lại và kiểm tra. Nếu tới lượt ai chớp mắt mà có người biến mất thì xác định là người đó. Được rồi, tới lượt em đó Nhi. Em chớp mắt thầy xem nào. Nhanh nào, sao em không làm? Chết rồi, mình sẽ bị bắt ngay thôi. Bây giờ mình phải chớp thật nhanh để mọi người biến mất hết trước khi họ giết mình. Được rồi, 3, 2, 1. Sao bây giờ mình cảm thấy đơn độc quá vậy nè? Bây giờ làm gì cũng một mình hết trơn á. Ăn một mình, ngủ một mình, không ai nói chuyện hết á. Chán quá đi nè. Hả? Vẫn còn vài người ở đây. Mình sẽ đi tìm họ. Mình nghe có tiếng động bên ngôi nhà đó. Mình sẽ vào đó thử. Nhưng mà từ bây giờ mình sẽ không chớp mắt nữa. Nếu không mình sẽ phải sống đơn độc một mình trên trái đất này. Nhi, cuối cùng tôi cũng gặp được cô sao? Anh là ai mà biết tên tôi? Tôi muốn cảm ơn vì cô đã làm mọi người biến mất thay tôi. Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Bây giờ thế giới này sẽ dưới sự lãnh đạo của tôi. Cô chớp mắt vô ích thôi, cô không thể làm tôi biến mất được đâu. Cái gì vậy trời? Mới đầu mình chỉ muốn sống một hành tinh vắng vẻ người. Sao mà bây giờ mọi thứ nó phức tạp lên quá thế này? Nhưng mà bây giờ có 3 người. Mình, người đàn ông hồi nãy mình nói chuyện, và còn một người nữa. Mình sẽ đi kiếm người này. Hello, có ai ở đây không? Trời đất ơi, mình không tìm ra người đó vậy ta? Cô nói gì chứ? Không phải trên thế giới bây giờ chỉ còn tôi và cô thôi sao? Còn có ai nữa à? Làm gì có ai đâu. Tôi chán quá nên là tôi đến đây ra đình tin. Có nhiệm vụ cho cô đây. Cô sẽ làm trợ lý cho tôi. Trợ lý? Đúng vậy. Thằng cha nội này điên rồi. Sao? Cô làm được không? Không có gì, tôi làm được. Bây giờ nhà mình không có ai hết trơn á. Mình không thể tin được là mình làm mẹ mình biến mất luôn á. Hả? Đây là địa chỉ hả? Mẹ mình để lại địa chỉ gì vậy ta? Đây có thể là manh mối. Mình đến đúng địa chỉ rồi. Hello. Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi. Làm ơn giúp tôi biết chiếc đất này trở về như ban đầu được không? Chúng ta không thể đánh bại được hắn ta. Hắn ta rất mạnh. Nhưng tôi có thể mang mọi người về lại trái đất này. Sao anh làm được hay vậy? Ê, nhưng mà tôi cảm thấy không khả quan lắm. Thì tại bởi vì cô cứ chớp mắt thì mọi người lại biến mất thôi. Vậy từ bây giờ tôi sẽ không chớp mắt nữa. Ơi, cái gì đây? Sao lại có người ở đây? Anh làm cái gì vậy?
Anh tính giết tôi luôn đúng không? Trái đất này là do tôi cai trị nên tôi muốn làm gì thì làm. Tôi không giết cô đâu, cô yên tâm. Cô có giá trị lợi dụng. Này, bây giờ tôi làm gì để giúp mọi người đây? Được rồi, tôi có cách. Cô làm theo tôi nhé. Bây giờ cô chớp mắt đúng 3 lần, hắn ta sẽ biến mất. À, được rồi nè. Rồi bây giờ tôi phải làm gì nữa đây? Chuyện quan trọng cuối cùng dành cho cô đây. Bây giờ cô ngủ đi, tôi sẽ mang mọi người về lại trái đất. Được rồi, tôi ngủ liền đây. Yeah, my old been employee.